Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn thị xã Mỹ Hào xuất hiện tình trạng người dân tự do chăn thả trâu bò trên các trục đường giao thông trong các khu đô thị, gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, gây mất vệ sinh môi trường. Các hộ dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Đây là hình ảnh về vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và trâu do người dân chăn thả trên đường Nguyễn Bình, thị xã Mỹ Hào. Hậu quả trâu bị chết, xe ô tô bị hư hỏng nặng. Và đây là hình ảnh đàn trâu hàng chục con nghênh ngang đi trên đường, cản trở các phương tiện tham gia giao thông. Qua tìm hiểu được biết đàn trâu này có khoảng gần 50 con do hộ ông Trần Văn Tú ở phường Nhân Hòa chăn thả. Trâu chăn thả đi lại tự do trên các tuyến đường, trong khuôn viên các khu đô thị đã là hình ảnh không còn xa lạ với người dân thị xã Mỹ Hào. Tình trạng này diễn ra thường xuyên gây mất trật tự và mất vệ sinh môi trường. Con đàn trâu đến 450 con ấy thì nó đi vào đây nó vệ sinh ảnh hưởng đến các cháu với xe cộ đi lại là trông rất là mất thẩm mỹ. Thì đề nghị chính quyền phường Nhân Hòa và các cơ quan là chính quyền giải quyết giúp. Mặc dù người dân ở đây đã phản ánh rất nhiều lần đến Ủy ban Nhân dân phường Nhân Hòa và thị xã Mỹ Hào, nhưng vẫn không thấy các cấp chính quyền giải quyết triệt để tình trạng này. Một số hộ gia đình chủ chăn nuôi gia súc rất thiếu ý thức, chăn trả gia súc vào những cây cối rồi vệ sinh môi trường phóng uế bừa bãi. Anh em công nhân bên hạt cũng thường xuyên dọn dẹp và cắt tỉa cây xanh nhưng mà cũng không xuể vì cái lượng người dân yêu thích người ta chăn trả rất là nhiều. Đấy, được một vài hôm xong lại đâu vào đấy cả. Do việc chăn thả tự do, nên đàn trâu bò thường xuyên phá hoại hệ thống cây xanh, phóng uế bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường. Trước thực trạng đó, để đảm bảo cảnh quan đô thị, Hạt Giao thông và Môi trường thị xã Mỹ Hào đã thường xuyên cắt cử công nhân túc trực để xua đuổi đàn trâu và dọn dẹp chất thải. Tuy nhiên cũng còn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình chăn thả dẫn tới thì những hộ dân này đã thả gia súc và quản lý nó không chặt chẽ. Có những cái việc là phóng uế ra đường trong quá trình vừa rồi thì theo công an phường báo cáo thì cũng chưa xử lý được chừng. Trước kiến nghị của người dân về việc chăn thả gia súc tự do gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, chế tài xử phạt chưa cao, không có tính răn đe nên còn gặp nhiều khó khăn. Công an thị xã Mỹ Hào cũng đã ra nhiều những văn bản để chỉ đạo các xã phường trong cái việc mà tuyên truyền và xử lý những các cái trường hợp vi phạm trong việc chăn thả gia súc ra cái nơi công cộng. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm này thì trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn còn xảy ra cái tình trạng các cái hộ chăn nuôi trâu bò thả rông trên đường, đặc biệt là chỗ phường Nhân Hòa, khu vực chân cầu vượt và cái trục đường chính của thị xã Mỹ Hào. Kính thưa quý vị, xây dựng đô thị văn minh là việc làm cần thiết, ý nghĩa, đặc biệt đối với một thị xã trẻ như Mỹ Hào. Để xây dựng thị xã văn minh, xanh, sạch, đẹp không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mà cần sự chung tay vào cuộc tích cực của toàn dân, nhất là không để việc làm thiếu ý thức của một số cá nhân gây ảnh hưởng đến cộng đồng.